Good morning cả nhà nha. Xin kính chào mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng an lành hạnh phúc. Và nếu ai ở Việt Nam thì có một giấc ngủ sẽ rất là ngon lành ha. Thì hôm nay Cindy có một cái hẹn với một người chị cũng là một mạnh thường quân ở trên kênh của Cindy. Và Cindy cùng với chị này sẽ đi thăm bé Hiệp ở trong nhà thương vào lúc 11 giờ. Thì chị này có liên lạc với bé Hiệp và bé Hiệp có nói với chị này là bé Hiệp thèm bún thịt nướng. Nhưng mà hôm qua Cindy có trao đổi với chị thì dù là bún thịt gì đi nữa nhưng mà yêu cầu là bún thịt heo. Thì chị nói chị biết và chị sáng nay là chị làm nha đam đường phèn cũng theo yêu cầu của Hiệp, nhưng mà Cindy cũng dặn là nấu rất ít đường, không có bỏ đường, cho nó có cái vị thôi. Thì chị cũng là người ăn uống rất là healthy, chính vì vậy mà hai chị em rất là hợp nhau. Và chút xíu nữa đây thì Cindy và chị sẽ vào trong bệnh viện để mà thăm em Hiệp. Thật tình mà nói thì Cindy không có rành ở trong bệnh viện đâu, cái hôm mổ rồi vậy thì cũng con đưa đi. Tại vì thật ra thì tâm lý của người chúng ta ít khi nào thích vào bệnh viện, đúng không mọi người? Cho nên là Cindy hôm qua có nói với chị là chị ơi, em nói thiệt với chị nha. Em có thể chạy tới nhà của ông Hiệp mà giờ nó đau đớn hay gì đó, em có thể bóp tay bóp chân. Nhưng mà kiểu mà đi, đi vô bệnh viện mà thăm như bé Hằng là em không có vào đâu, em không biết đường. Thứ nhất là như vậy, thứ hai cái hôm em mổ cái mùa Covid không ai cho vô hết, mà em cũng không biết tại sao bé Hằng vào được. Thì chị có nói là cái bệnh viện của Hiệp nằm nó giống như cái dạng mà mình nói dùng từ Việt Nam là cái dạng bệnh viện của chính phủ á mọi người, thành ra cái xác suất nó dễ dãi hơn nó vào được. Còn trong khi cái bệnh viện của Cindy nằm là một cái bệnh viện nằm ở một cái thành phố khác, và cái bệnh viện nó có cái level cao hơn, cho nên nó kiểu cách hơn. Còn ở bên nhà bệnh viện của bé Hiệp nằm nó popular hơn, cho nên người ta cho vào. Thì cũng nói là luật của bệnh viện thì cho chỉ một mỗi người vào thăm thôi, nhưng mà mình lén lén để đi hai người hơn đó. Đó là cái chuyện mà hôm qua chị đó ngày hôm nay sẽ đi với mình. Và chị này là một người làm công tác social worker, là làm về vấn đề giấy tờ, xin quyền lợi mọi thứ mọi cái đó. Mọi người và chị này cũng nói chuyện cưng lắm. Chị nói là chị đã xem cái kênh của Cindy và thấy Cindy cũng là một cái người thật thà, một cái người có một cái lòng yêu người thật sự. Cho nên chị nói là nếu như mà Cindy mà không có muốn lẻ loi trên vấn đề mà giống như người Việt ở Mỹ về hưu muốn đi làm những cái chuyện gì thì chị cũng là người sẽ giúp đỡ cho. Nhưng mà Cindy nói là Cindy không có cái kiểu mà là giống muốn làm những cái chuyện mà lớn lao đâu, chỉ như là giống như giúp được ai gì đó thì giúp. Cho nên chị cũng cười, chị nói là thấy Cindy cũng đơn giản mà cũng thích cái tánh của Cindy. Thì nhân đây cũng nói chuyện sơ về cái chuyện mà sẽ đi đâm em Hiệp. Và thêm nữa là Cindy có nhận được một cái comment của một em tên là Tuấn Phong. Thì em nói rằng chị ơi, chị có thể nào nói về cái đời sống Mỹ của người già ở bên này không? Và em ở Việt Nam thì em có xem nhiều kênh và có nhiều kênh nói là đời sống của người lớn tuổi ở Mỹ rất là khó khăn. Muốn hỏi chị, và nếu chị rảnh thì chị cho em cái lời giải đáp. Thì trước khi chị trả lời câu hỏi của em thì chị thành thật cảm ơn em. Cảm ơn là vì em đã xem rất là nhiều kênh nhưng em vẫn có câu hỏi đến với chị, có nghĩa là chị em có một lòng tin tưởng đối với chị Cindy. Thì thật ra cái chuyện mà em hỏi á nó không có đơn giản giống như câu hỏi của em, có nghĩa là em hỏi đời sống của người già mà em hỏi về cái gì? Em hỏi về cái cuộc sống, cái cách ăn uống, rồi em hỏi về bạn bè giao tiếp, đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên là cái câu hỏi của em tuy nó ngắn gọn nhưng mà nó không có rõ ràng. Nhưng theo cái đoán của chị Cindy thì có lẽ là em hỏi về cái vấn đề quyền lợi của người già ở Mỹ. Thì quyền lợi của người già ở Mỹ nó có nhiều cách lắm em. Nó không có phải là đơn cử giống như mình nghe người già có Mỹ nuôi vân vân và vân vân. Nhưng mà ở đây thì chị Cindy xin lấy một cái khía cạnh là người già ở Mỹ được bảo lãnh qua, tức là con cái bảo lãnh qua đó,
và chưa từng đi làm ở ở Mỹ bao giờ, và cái quyền lợi gì khi mà người ta được đủ 65 tuổi. Bây giờ chị Cindy sẽ nói về cái góc cạnh đó thôi để cho ít nhiều cho em hình dung. Còn ví dụ như người già, người ta có đi làm đóng thuế, người già người ta ăn tiền hưu, người già họ giàu, người già trung lưu, người già thượng lưu, nó có nhiều cái lắm em. Nhưng mà chị Cindy á hình dung được là cái câu hỏi của em ấy, nó rớt vào cái chuyện mà người già Việt Nam của mình. Thì chị Cindy nói về cái người già Việt Nam mình được con cái bảo lãnh qua Mỹ. Thì người già Việt Nam mình nó rớt vô hai hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, ngày xưa có những cái hộ gia đình người ta đi cái chương trình HO, tức là những cái người mà làm việc cho sở Mỹ hoặc là những người lính Việt Nam Cộng Hòa sau khi đi học tập cải tạo về, thì chính phủ Mỹ họ can thiệp và họ cho những người đó được định cư nước ngoài với một cái chương trình gọi là chương trình HO. Thì hầu như những người mà làm việc cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc là lính của Việt Nam Cộng Hòa ở thời bây giờ á, mà người nào mà được đi Mỹ cũng là hàng 60 là giá chót, bởi vì sĩ quan là cũng khoảng 70. Giống như ông già chồng của chị, ông là thiếu tá, thì ông lúc ông đi thì ông cũng đã là 70 tuổi. Và hạ sĩ quan thì chị xin đề nghị chắc cũng khoảng gần năm mươi mấy 60 tuổi thời bây giờ rồi. Cho nên là tất cả những người đó họ qua tới Mỹ thì hầu như á, là sĩ quan á, là apply vào để xin được từng từng bệnh, bởi vì sau những cái thời gian họ đi học tập cải tạo ở Việt Nam, họ về là họ bệnh hoạn triền miên và họ không thể nào mà làm việc nặng được nữa. Và tới Mỹ thì cũng rớt vào cái tuổi trên trên 65, và họ được cộng đồng người Việt giúp đỡ cho trong những cái việc mà điền đơn để xin những cái quyền lợi mà chính phủ Mỹ họ không khe là đã từng ở Mỹ lâu hoặc là mới vừa nhập cư, miễn là đủ 65 tuổi là có thể xin được. Thì cái tiền đó thì chúng ta nó gọi là tiền SSI, viết tắt SSI. Còn cái tiền mà người già người ta đã từng đi làm, giống như chị Cindy đã từng đi đi làm hồi trẻ, mà khi mà chị Cindy đủ 62 tuổi thì chị Cindy có thể xin được hưu non, và đúng tuổi 65 thì Cindy ăn trọn cái tiền hưởng hưu, thì người ta gọi cái tiền đó là tiền SSA. Thì bây giờ Cindy chỉ nói về cái góc cạnh của cái tiền SSI. Thì ngày xưa cách đây là khoảng 30 năm, 25 đổ lên 30 năm, thì chính phủ người ta không có đòi hỏi là cái người đó 65 tuổi đến Mỹ phải bắt buộc có quốc tịch. Thời điểm mà chị Cindy tới, rất là nhiều người chỉ có cái green card là thẻ xanh. Cái thẻ xanh đó nó giống như là cái thẻ xanh, nó gọi là thường trú nhân, nó có nghĩa giống như là cái hộ khẩu của Việt Nam mình vậy. Thì thời bây giờ á, rất là nhiều ông nhiều bà nhiều cha nhiều mẹ các cô các chú đó, chị sẽ đều biết được là người ta không có quốc tịch, người ta vẫn được cái tiền hàng tháng chính phủ cho. Nhưng mà sau này thì cái số lượng người nhập cư á, nó nhập vào nước Mỹ quá nhiều, và cũng có một số ý kiến trái chiều của những cái đảng họ giống như họ cầm lên, giống như là cái kiểu là tại sao có những người cứ tới xong rồi đủ vài năm cái là ăn ăn tiền SSI. Cho nên là cái luật nó bắt đầu nó khó lên, và sau đó thì người ta bắt buộc rằng dù có người, ví dụ như cái người đó có 90 tuổi nha, mà không có quốc tịch cũng không được tiền già. Đó là cái lý do mà tại sao mà mọi người thấy mấy cô mấy chú mấy bác qua Mỹ mặc dù tiếng Anh tiếng U không có rành nhưng mà ráng để thi được cái quốc tịch. Và ở đây xin thì nói chơi một chút xíu thôi, tại vì đề tài nó sẽ rất là lan man. Thì những người nào mà càng gần cái 65 tuổi mà đi thi quốc tịch thì cái văn phòng phỏng vấn họ đánh rớt càng nhiều. Tại vì á họ biết cái tâm lý của mình là mình thi quốc tịch để làm gì. Bởi vì thi quốc tịch vào quốc tịch ấy, thì cái quyền lợi người ta hỏi là anh có thể đi lính Mỹ không, mình phải xây dép. Thì mọi người nghĩ rằng cái tuổi sáu mấy gần 70 tuổi nó vô quốc tịch để đi lính cái gì nữa. Chủ yếu là người ta biết hết, là người ta biết được là mình muốn là lấy quốc tịch để mình được cái tiền già. Cho nên mà khi vào phỏng vấn, mặc dù có những cái dịch vụ đưa đi hoặc là có những cái người mà chuyên giúp đỡ những cái người già phỏng vấn,
63, 64 phỏng vấn rất là khó. Còn những người trẻ như Cindy hoặc như các em mà có đi làm ở Mỹ thì khi vào theo quốc tịch là 60% là mình đậu rồi, bởi vì mình có đi làm, mình có đóng thuế. Và sau này theo quốc tịch nó đòi hỏi một người theo quốc tịch đó phải nói được, viết được và nghe được. Cho nên càng ngày thì cái việc mà theo quốc tịch nó sẽ càng khó hơn, khó hơn so với những cái thập niên về trước. Thì sau khi mà mình 65 tuổi và mình có quốc tịch rồi thì mình bắt đầu mình sẽ apply xin tiền SSI. Thì tùy cái tiền SSI á, chị Cindy xin thưa ở đây á, là nó tùy vào tiểu bang. Có những tiểu bang cái tiền SSI rất là thấp nha, khoảng 500-600 thôi. Bởi vì đời sống, cái giá nhà cửa, cái sinh hoạt của nó thấp, cho nên và tiểu bang không được giàu, thì cái tiền đó nó khoảng chừng 600-700. Nhưng mà ở tiểu bang California thì một người mà có được cái tiền đó thì khoảng đâu gần 900. Chị Cindy dùng cái từ là gần 900, chứ thật ra chưa tới 900, 800 mấy đó. Và bởi vì chị Cindy không phải là cái người làm trong cái lĩnh vực an ninh xã hội, nhưng mà cho nên không có biết cái chính xác cái giá tiền. Và mình cũng tế nhị không bao giờ hỏi. Hồi xưa mẹ chồng của chị Cindy còn sống á, thì chị Cindy lại không có hỏi cái vụ đó bao giờ. Chỉ biết bà cụ có tiền SSI. Và trước khi bố chồng của chị Cindy mất á, thì hai ông bà có tiền. Ví dụ như chị Cindy lấy một cái ví dụ nha, ví dụ như hai ông bà được có 850. Còn khi mà ông chết rồi thì cái tiền của bà được nhích lên chút, bởi vì người Mỹ họ tính á, hai người cũng mướn phòng mà một người cũng mướn phòng. Cho nên là khi mà cái người chồng hay người vợ gì chết thì cái tiền già của người còn lại được lên chút đỉnh, là bởi vì họ tính vào cái tiền để cho mình mướn nhà mình sống. Được, có nghĩa là được gần 900 đồng ở tiểu bang California. Được Medicare là một cái chương trình bảo hiểm xã hội mà được chính phủ cover hết. Thì có thời gian mà rảnh chị Cindy sẽ so sánh giữa vấn đề Medicare và vấn đề bảo hiểm, và tại sao mà cái người đi làm mà họ thật sự sống ở Mỹ này nó có nhiều cái cũng vui mà cũng có nhiều cái cũng buồn lắm mọi người. Có nhiều người ta đi làm mà đóng thuế, như Cindy đi làm đóng thuế, đóng 28% thuế. Có nhiều người ta đi làm lương càng cao thì đóng càng dữ dội, cho nên họ rất là ghét những người mà hưởng được cái chính phủ cho cái này cái kia. Nhưng mà biết nói sao giờ, vấn đề an ninh xã hội là do chính phủ họ quyết định. Cho nên nó có những cái luật mà luôn luôn nó có những cái lỗ hở, thì người ta dựa vào đó để mà người ta vượt qua. Cho nên cái chuyện mình ghét hay mình không hép, mình không làm được cái gì hết. Giống như là Cindy cũng nói một câu ở đây thôi, ở Mỹ phải giàu cho thiệt giàu, hoặc nghèo thì cho thiệt nghèo, nghèo thì để chính phủ họ lo, còn giàu thì để mình tự mình trang trải. Chứ còn cái dạng mà level medium á, là khổ lắm mọi người, phải trả tiền. Bởi vì tại sao á, mọi người ở Việt Nam không có rành á, mọi người thấy cũng nhà bên này đi Mỹ mà sao nhà bên này ta gửi tiền về cho gia đình quá trời luôn, trong khi nhà bên này cũng có người đi Mỹ mà không bao giờ thấy gửi tiền về. Mà trong khi đó nghe nói bên Mỹ giàu có lắm. Thì cái người nghèo bên này nè mọi người, họ được chính phủ cho tiền, họ được nhà nước giúp đỡ, họ dư và họ gửi tiền về cho gia đình. Còn cái người bên này họ, người ta làm middle class đó, là họ phải chi trả từ tiền ăn trưa, tiền nhà, tiền cửa, tiền bảo hiểm. Bảo hiểm ở đây nếu mà mọi người không được cover một tháng, mọi người đóng tiền bảo hiểm từ 400 tới 1.000 đó. Cho nên là cái anh mà khá này nè, ảnh không giàu lắm, ảnh lưng chừng, cho nên ảnh chết và ảnh không dư. Thậm chí là ảnh lãnh lương ra tháng nào ảnh xài tháng đó luôn, ảnh chi trả trong vấn đề nhà cửa, bảo hiểm, xe cộ, everything. Trong khi cái anh nghèo bên này không có trả gì hết trơn á. Và cái anh nghèo này tích tụ lại tiền mà dư và gửi về Việt Nam. Cho nên khi mà chúng ta trách một cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta phải biết được là cái người đó, cái cuộc sống của họ bên Mỹ như thế nào. Bởi vì khi mà chị Cindy về tới Việt Nam á, có nhiều người than vãn, và chị Cindy hỏi liền, Du có biết người bên kia sống sao không?
người bên kia làm cái gì, người bên kia làm ngành gì, con cái thì sao, gia đình sao. Và khi mà cái người đó nói cho Cindy nghe cái cuộc sống đời tư của người bên Mỹ là chị Cindy sẽ giải thích cho người ta biết liền. Bởi vì những người mà nghèo như vậy, tại vì giống như chị Cindy nè, ngày mình mới qua Mỹ mình rất là dư tiền, mặc dù mình đi làm không có bao nhiêu hết, nhưng mà vì cái chi phí mình nó không có cao cho nên mình dư. Còn mình ở lâu rồi bắt đầu mình mướn nhà mướn cửa nè, rồi mình mua xe nè, rồi mình còn phải bảo hiểm nè, rồi mình phải có đời sống, mình phải sắm sửa này kia, chứ không lẽ mình cày cực khổ quá mình có cái nệm rách thôi đó. Cho nên càng ở lâu thì càng càng không dư. Cho nên mọi người đừng có so sánh cái chuyện tại sao cái người bên này gia đình gửi tiền về quá nhiều mà thân nhân của gia đình chúng tôi thì không không gửi về. Thì đây là một cái đề tài nó lại khác nữa. Bây giờ chị xin tiếp tục nói tiếp cái vấn đề của người người lớn tuổi có 900 đồng một tháng, có Medicare, có nghĩa là bây giờ cái người đó đi bệnh viện có hàng triệu triệu đô thì nhà nước vẫn trả hết, thì không tốn một đồng nào ở cái chương trình Medicare này. Nếu như mà nhà nước cho tiền rồi mà chúng ta không đủ sống, không có tiền để đi chợ, thì chính phủ sẽ cho một đồng người là gần 200 đồng tiền 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 food stamp để mà đi chợ. Rồi đặc biệt á, ở bên này nó có cái chương trình gọi là housing. Housing thì cũng là một cái chương trình chính phủ cho những người có thu nhập kém, những người 65 tuổi, hoặc là những người ở tuổi lao động nhưng mà thu nhập quá kém. Nhưng mà cái vấn đề housing này xin á không có dễ. Thứ nhất á, là bây giờ càng ngày thì cái chương trình này thì nó càng cắt đi, tại vì á, cái lượng dân nhập cư đến California này á, là quá nhiều, thậm chí nhà ở đang có vấn đề khó khăn không đủ cho người nhập cư. Nhưng mà cái housing này nó còn tùy thuộc vào cái số mạng của bạn có may mắn hay không. Là ví dụ vài năm đó thì người ta sẽ lên một cái chương trình mà người ta kêu gọi mình nộp đơn, thì có nhiều năm á, thì người ta cứ theo thứ tự bạn nộp trước, bạn có trước, bạn nộp sau, bạn có sau. Nhưng mà có nhiều năm á, cứ nộp vô đi rồi nó tự nó cho máy bóc, nó random cho máy bóc, và có nhiều người ta rất là hên thì ta được, và có nhiều người á, ta chờ hoài không có được. Thì housing này không dễ mà ai xin được. Nhưng mà cái tính của housing này thì nó tính như vậy nè. Ví dụ như mình có thu nhập 1.000 đồng một tháng đi, hai ông bà già có thu nhập 1.000 đồng một tháng, thì mình vô mình ở thì mình đóng cho nó là 300, còn lại 700 thì chính phủ cho. Thì cứ vậy đó, ví dụ như mình có 500 thì mình đóng 150, chính phủ cho mình cái phần còn dư lại. Chứ có nghĩa là nó tính theo cái thu nhập và nó lấy của mình là 30% cái tiền mà mình có. Thì nói chung khi mà mình nhìn vào những cái quyền lợi như vậy thì mình thấy tương đối là ok. Nhưng mà thật sự ra ở Mỹ nó cũng có nhiều cái có nhiều người hài lòng mà có nhiều người không hài lòng. Chẳng hạn như có những người ở Việt Nam, mấy ông bà già cả đời không làm ra tiền, qua Mỹ tự nhiên có hàng tháng 900, có tiền chữa bệnh, có food stamp, có nhà housing, có giống như là trúng số độc đắc là đúng không mọi người. Cho nên là nếu ai có được bốn cái điều kiện này thì là quá hạnh phúc. Thì nếu như em Tuấn Phong nhìn vào cái tiêu chuẩn hồi nãy giờ chị Cindy nói á, mà em Tuấn Phong thấy là nói như chị Cindy thì người già ở Mỹ sướng chứ đâu có gì khổ đâu, có nhiều người than khổ than thế này thế kia. Nhưng mà chị Cindy nói đây là nói về cái căn bản, cái basically, nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cho nên là cũng không thể căn cứ vào cái chuyện này mà nói sướng hay khổ. Nó có nhiều cái đó mọi người. Chẳng hạn như tại sao mà người người già của Việt Nam mình nó dư tiền gửi về cho con cháu, thì nó có cái gì, chẳng hạn như may mắn mà được con cái nó còn nuôi mình, rồi cái mình có tiền già thì con cái nó thôi ba má giữ cái tiền nó đi, hàng hàng tháng con bao ba má hết này kia kia nọ, thì ba má được tiền chính phủ cho ba má cứ xài. Thì mọi người biết người Việt Nam mình đâu có ăn tiêu gì đâu, ở thì ở nhà con rồi, ăn cũng ăn của con, nói chung không có chi xài gì hết. Thì mọi người nghĩ đi, một người 900 đồng thì một năm cũng được là hơn 10.000. Thì người ta có tiền đó thì người ta đi về Việt Nam người ta chơi, người ta chẳng hạn có nhiều người ta có một hai đứa con bên Mỹ rồi người ta còn một hai đứa con bên Việt Nam, thì người ta lấy cái tiền mà ta để dành đó thì cuối năm ta về là thăm con cái Việt Nam, và nếu mà dư được bao nhiêu á thì người ta cho con cái Việt Nam của người ta. Cho nên là mình thấy là vì sao người 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 già ở Mỹ á, của mình á, có đồng tiền rủng rỉnh mà cho con cái. Ngoài ra có nhiều người rất là tội nữa mọi người,
mình thấy ở trên 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 đài trên tivi mình thấy có những cụ bà đi lụm lon lụm rác hoặc là đi giữ trống này kia kia nọ cho anh ta để kiếm thêm thu nhập. Thật ra mấy người đó không làm ta cũng có tiền nữa, nhưng mà vì có nhiều người á, con ở bên Mỹ thì có một đứa thôi mà con ở Việt Nam 7-8 đứa, xong rồi cái con đây nó cũng nuôi vậy, nhưng mà không lẽ giờ cứ ngửa tay nó ê mày cho tao 50-100 tao gửi cho thằng A B C bên Việt Nam đó. Cho nên nhiều người á, ta nghĩ là ô cái chuyện mình ta vừa đi tập thể dục, người ta vừa lụm lon, người ta ta vừa bán cũng được tiền lắm mọi người, có nhiều người gom gom lại á, đi lượm gom gom lại bán cả 100 đô hơn á, thì cái tiền đó ta thêm vào ta gửi về cho con cái bên Việt Nam, ta không muốn làm gánh nặng cho cái người con ở bên Mỹ này. Chứ mọi người nhìn thấy trên phim trên ảnh thấy có một số người đi lụm lon hoặc là số người ngoài đường thấy cái dưỡng lụm lụm, mọi người nghĩ là mấy người đó khổ, thật ra không có, người ta đã có cái tiền của chính phủ rồi đó. Cộng thêm nữa cái tiền SSI này xin đi trình bày với mọi người á, là chính phủ Mỹ họ rất là khôn, họ chỉ nuôi cho mình sống chứ người ta không nuôi cho mình sướng. Bởi vậy cho nên khi mà người ta cho mình cái tiền này rồi, người ta có quy định đó là mình không có được về Việt Nam hay bay khỏi nước Mỹ 20-30 ngày. Nếu mà mình bay khỏi ra ngoài cái nước Mỹ á, 1 tháng là mình sẽ bị cắt cái tiền đó. Trong khi cái tiền SSA á, tức là cái tiền mà người ta làm hồi trẻ đó, người ta về già người ta được hưởng á, thì người ta có thể đi nước thứ ba mà sống, đi nước thứ hai ta sống, và cái tiền đó hàng tháng nó chạy vô băng của người ta. Thì cái thiệt thòi của cái người già mà ở bên Mỹ mà ăn cái tiền SSI này là người ta không thể về Việt Nam lâu. Và chính vì vậy mà có một số người á, người ta sẽ nghĩ ủa, có một số người người ta thật sự muốn về Việt Nam lắm mọi người. Nếu mà hình như người ta không có cái tiền già ở Mỹ, người ta sẽ về Việt Nam, bởi vì người già ở đây tội lắm, lon lì lắm. Người già mà cái kiểu mà qua đây từ hồi trẻ giống như Cindy á, giống như là tiếng Anh biết rồi, biết lái xe rồi, đời sống rồi, mọi thứ mọi cái như Cindy đã quen rồi á, thì cho dù bây giờ Cindy có một mình ở trong nhà nha, nhiều khi chồng đi làm con đi làm, có một mình trong nhà Cindy vẫn vui như thường, bởi vì Cindy quen cái cuộc sống rồi, và xin thì có thể coi tivi hoặc là xin thì nghe nhạc hoặc xin thì làm cái chuyện gì đó, xin thì không thấy boring. Nhưng mà nếu mà cái người Việt của mình á, mà cả đời ở Việt Nam rồi á, mà qua tới Mỹ này á, xin thì cũng có mấy người bạn ngang tuổi cũng đang than với xin thì rất là nhiều, bởi vì cái tuổi của xin thì mà phải nói mà cũng đâu không phải là trẻ nữa, qua đây cũng đâu dễ rồi xin job xin viết đâu, rồi có nhiều người thì bị cao máu tiểu đường rồi bị nhức những cái ven ở trong chân á, rồi qua đây cả đêm ngủ không có được mọi người, xong rồi sáng ngày phải dậy phải đi làm, cho nên than nói là tưởng đâu qua Mỹ với con cái nhàn nhã, ai giờ qua với con nó cũng không có khá, cho nên giờ phải đi xin giúp làm mà mất ăn mất ngủ vân vân vân, và cũng muốn đi về. Chỉ về thì con cái nó lại la, nó nói biết là mai mốt rồi cái y tế bên Việt Nam nó có khá không, với lại ba má ở đây đi rồi thì thi quốc tịch cái có được mấy trăm một tháng đỡ hơn Việt Nam, không làm gì ra tiền. Mỗi người mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi mỗi cảnh. Còn giống như Cindy, ví dụ như Cindy buồn, Cindy lái xe ào ào ngoài đường đi kiếm chỗ này kiếm chỗ kia, rồi mình independent á. Còn mấy người mà mới qua thì tiếng Anh không biết, lái xe không biết, ở nhà chờ con nó chở đi, cuối tuần nó rảnh nó mới chở đi, nó không rảnh thì cứ rú rú trong nhà nằm lên nằm xuống, hoặc là có may mắn á, thì có những người họ họ có con mua nhà single á, họ làm vườn làm tược, nhưng cũng đâu phải ai cũng may mắn là mua nhà một cửa đâu, thì mướn apartment hay là mướn những cái khu mà nó không có nhà không có đất có đai, cũng đâu có trồng trọt đâu gì được, thì không lẽ cứ coi tivi rồi vô ra hoài đó. Thì tùy theo mỗi người mỗi cái quan niệm sống thôi. Và cũng có một cái số người nữa là sĩ diện nữa. Thật ra cái hạnh phúc á, hay không là do cái bản thân mình suy nghĩ đó nè. Giống như bây giờ có nhiều người á, người ta ước ao á, ở bên này người ta ước ao ta được ăn ăn cá nè, ăn rau nè, ăn đồ tươi nè, thì người ta lại nói Việt Nam sướng. Nhưng mà có nhiều người ở Việt Nam thì người ta nhìn nhìn qua bên này á, thì người ta nói ở bên này sướng. Cho nên cái chuyện mà sướng khổ á, là do cái sự nhận định của mọi người ở Tuấn Phong, chẳng hạn như mình đạt được cái mục đích mình ham muốn mình mong muốn thì nó trở thành là hạnh phúc. Còn nếu như mà mình không có đạt được cái ý nguyện của mình á, thì mình trở thành là không có hạnh phúc đó.
Cho nên là chị Cindy chị nói sơ như vậy. Và nói thẳng ra thì trong cuộc sống chúng ta luôn luôn cần có hai cái chữ gọi là may mắn đó em, đúng không? Bởi vì chị Cindy thấy có nhiều người qua đây thì gặp được con hiếu đạo đó, thì cha mẹ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người con bảo lãnh qua đây, con trai, nhất là con trai đó nha, con trai bảo lãnh qua đây mà nó phải đụng phải một người con dâu mà không có tốt á, là nó không có chịu cu mang cha mẹ, là nó đạp ra. Nó đạp ra thì mọi người nên nhớ nó ở cái xứ Mỹ này nè, nếu mà nói sống một cách mà gọi là sung sướng, mà sống một cách gọi là enjoy life rồi này nọ đó nha, thì là cái với cái giá tiền mà chính phủ cho mấy trăm bạc nó không đủ sống đâu mọi người. Người Việt mình thì còn đùm bọc yêu thương nhau, chứ Mỹ á, mà nó nghe nó retire mà nó được 1,000+ là nó khóc tiếng tiều đó đó. Cho nên là đề tài hôm nay thì chị nói sơ sơ với Tuấn Phong nha. Như vậy thì nếu em có một cái câu hỏi gì chính xác thì chị Cindy mới theo cái câu hỏi của em mà chị Cindy giải thích cho em. Còn nếu mà em hỏi cái người già ở bên Mỹ nó có quyền lợi như thế nào khi mà một người không từng làm gì bên Việt Nam qua Mỹ sẽ được cái gì đó, thì chị Cindy hôm nay gói gọn trong cái đề tài hôm nay. Và qua đây thì câu hỏi của Tuấn Phong thì Cindy cũng nghĩ đó là một cái câu hỏi của rất là nhiều người muốn hỏi. Để mà biết được cái đời sống bên Mỹ, giống như nhiều người có con bỏ lãnh đi hoặc là chuẩn bị đi vân 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 vân, thì Cindy nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Và Cindy dám quả quyết rằng nếu với một người bản xứ với một cái số tiền mà $900 như vậy thì xin lỗi mọi người không đủ đóng tiền thuế nhà của người ta nữa, chứ đừng có nói là sống. Tuy nhiên người ta nói là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Người Việt Nam mình muôn đời là cái người mà chịu thương chịu khó chịu tích lũy. Cho nên là mọi người thấy tại sao mà người già của Mỹ ở bên này vẫn có tiền và vẫn gửi được tiền về cho con cho cháu ở Việt Nam. Đó là lý do mà xin đi thưa nãy giờ như vậy. Và cái clip tới đây của thời hạn cũng nói dài chứ không dài, nhưng mà xin đi thấy trên màn hình của xin đi là có vài người đẹp đã vào nhắn tin xin đi về cái chuyện của bé Hiệp. Cho nên Cindy cũng xin ngưng cái clip ở đây để mà trả lời tin nhắn của mấy người bạn đó. Mà kính chúc cả nhà chúng ta luôn luôn an vui và hạnh phúc. Và Cindy cũng mong rằng Cindy sẽ bằng cái kinh nghiệm của cá nhân Cindy sẽ giải tỏa được nhiều cái thắc mắc của mọi người cũng như các em gửi đến chị Cindy. Còn cái đề tài mà coi bói ngày hôm qua thì cũng có nhiều em hỏi như Cindy lắm. Thì thật sự ra mà nói á, nhiều em hỏi cái này nhiều hỏi cái kia, nhưng mà chị Cindy chưa được chính thức gặp em. Cho nên chị Cindy, bởi có nhiều người nói là tại sao em có mái tóc dày bóng mượt này nọ, là em có cực khổ không, hay là cái chuyện mà Cindy nói ở đây như vậy nè. Có nhiều người rất giàu nhưng không sướng, giàu tiền muôn bạc biển, nhưng mà họ vất vả, họ phải làm việc, họ phải là người đứng ra cán đáng everything. Rồi họ thậm chí nhiều khi họ cực đến độ mà họ giàu đến độ mà họ có thì giờ họ ăn. Nhưng có nhiều người họ không giàu nhưng mà họ rất là nhàn, tức là họ muốn đi chơi họ đi, rồi họ cứ cái cuộc sống họ cứ bình vậy đó. Rồi họ muốn đi với bạn họ đi, họ muốn ngủ họ muốn ăn họ ăn. Thì cái người nhàn nhã nó chưa chắc đã giàu, bởi vì có quan niệm giàu và nhàn hai cái nó đều khác nhau. Có nhiều người nhìn cái tướng của cái người đó, nói cô này nhàn nhã lắm nhưng chưa chắc cái người đó đã giàu. Nhưng mà có nhiều người rất là tất bật, rất là giàu nhưng mà lại không có thì giờ để ăn và để ngủ. Đó là cái quan niệm về tướng số nó là như vậy. Thì cũng xin thưa qua một chút xíu câu hỏi của mấy em những ngày qua. Thì hy vọng rằng các em có chuyện gì cứ việc hỏi. Và thật sự ra Tuấn Phong biết không, cái đề tài về người già này chị Cindy cũng có trong những cái topic của Cindy, nhưng mà chưa tới lúc chị Cindy nói thôi. Thì nhân hôm nay em hỏi á, thì chị Cindy có cái cơ hội để mà trình bày luôn, và chỉ một góc cạnh nào đó thôi, để cho em hiểu được là người già ở bên Mỹ này họ như thế nào, cho dù họ không có đi làm thời trẻ. Và nếu có đi làm á, thì có nhiều người cái lương của người ta, nếu mà ta chịu đầu tư đó em, thì có nhiều người già họ tiền lương hưu của họ lên tới 7-8 ngàn cũng có nữa, là do lúc trẻ họ biết đầu tư quỹ hưu trí, họ biết mua những cái bảo hiểm này cái kia nọ. Thì mà đa số những cái đó là do người bản xứ, không người Việt Nam chưa đâu.
Việt Nam mình không hiểu được cái luật lệ mà không có tập tành được như là họ nhiều đâu. Nếu mà nói thì cái generation của cái thế hệ đời con của chị Cindy thì may ra nó mới vậy, chứ còn cỡ mà thời chị Cindy đó đi làm tiền ầm ầm chứ cũng không biết đầu tư quỹ hưu trí đâu đó, cứ lãnh chết xong bỏ nhà băng, lãnh chết nhà băng. Nhưng mà con